nha các bạn. Nhóm đất market như xử nữ, đây là dự đoán tháng 5 dành cho các bạn. Chúng ta bắt đầu với market, hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở và xem thêm các cung nhà khác để có thêm thông tin nhé. Rồi, chúng ta có những cái lá bài trà đây để mô tả về cái sự kiện sẽ diễn ra trong tháng 5 của bạn market. Thứ nhất là mình thấy các bạn sẽ vượt qua được một cái rắc rối, một cái chướng ngại vật nào đó trong cuộc sống của các bạn. Ở trong vấn đề nào đó nó rất là rắc rối, nó khó khăn thì các bạn lại vượt qua được. Thứ hai đây, có hai bạn có hai lá bài đang cảnh báo các bạn. Đấy chính là thứ nhất là bạn phải cẩn thận với lòng tham. Thứ hai là bạn phải cẩn thận với những cái giống như là những cái thứ gì mang cái tính chất như là một cái niềm tự hào quá lớn, kiểu như thế. Ví dụ như là bạn có một cái thành công nào đó và các bạn có xu hướng là các bạn kiểu giống như là ngủ quên trên chiến thắng, kiểu như thế, hoặc là các bạn coi thường những cái nỗ lực cố gắng của người khác chẳng hạn, bạn tôn vinh bản thân mình cao quá chẳng hạn. Đó, thì bạn phải hết sức là cẩn thận giúp mình. Bây giờ mình sẽ phân tích cụ thể các tụ bài của market như sau. Thứ nhất là các bạn có thể là ngay thời điểm các bạn đang xem video của mình thì bạn đang có một cái cảm giác rất là thiếu thốn về mặt tiền bạc tài chính ở đây. Vì cái năm xu thì mình thấy là nhiều khả năng bạn đang rất là thiếu thốn hoặc khó khăn về mặt tiền bạc tài chính, công việc của bạn cũng đang có vấn đề, nó không được ổn cho lắm. Và bản thân bạn cũng cảm thấy rất là khá là buồn bã, cảm thấy cảm xúc ấy, nó cũng có một cái sự gì đấy thiếu thốn gì đó. Tuy nhiên thì mình thấy rằng là trong tương lai gần ấy, trong tháng 5 á, có thể là sẽ có một cái cơ hội công việc hoặc một cái khoản tiền nào đó được đem đến với bạn. Thì mình thấy rằng là nó là một cái cơ hội phải cực kỳ là hời, cực kỳ là tốt ấy, được đem đến với bạn luôn ấy. Có thể là một phần là do bạn đã hỏi đến, nhờ đến sự giúp đỡ của những cái người xung quanh, và những cái người xung quanh họ họ muốn giúp đỡ bạn, chính vì thế mà họ đã đem cái cơ hội này đến cho bạn. Một số bạn thì mình thấy rằng là cái cơ hội này cũng có thể liên quan đến việc học tập, liên quan đến kiến thức, liên quan đến công việc tài chính tiền bạc ở đây đó. Và mình thấy rằng là bạn đang rất là gần một cái chiến thắng nào đó cho bản thân của mình. Tức là khi mà có thể là bạn đạt được cái cơ hội này, bạn nắm lấy được cơ hội này thì cuộc sống của bạn nó sẽ có rất là nhiều cái thay đổi tích cực chẳng hạn. Đó, có những bạn thì nó sẽ là cơ hội liên quan đến học hành, có những bạn liên quan đến công việc tài chính tiền bạc ở đây, nhưng đây là một cái cơ hội tốt. Tuy nhiên á, như ở đây có hai cái lá bài đều nói về việc đấy, chính là bạn phải cẩn thận với lòng tham và cẩn thận với một cái niềm tự hào lớn ở đây. Thì mình thấy là dường như là khi bạn đạt được cái thành công này, thành tựu này, cái cơ hội này, thì bạn lại có xu hướng như là các bạn muốn nhiều hơn. Một là muốn nhiều hơn nữa, hai là các bạn có xu hướng là giống như là mình đang đứng ở trên đỉnh của thế giới và không có ai bằng mình hết. Đó, cho nên là bạn phải hết sức cẩn thận và luôn giữ cho mình ở một cái tâm thế, đấy chính là hai chân nó được chạm vào mặt đất. Đó, chứ đừng đưa mình quá lên cao. Mình vẫn phải ghi nhận cái sự nỗ lực cố gắng của mình, nhưng mà mình cũng vẫn phải biết mình là ai, vị trí của mình ở đâu, để không gây ảnh hưởng đến những cái người xung quanh. Đừng làm cho những cái người mà đã giúp bạn ấy, họ cảm thấy rằng là mình đã giúp sai người, mình đã giúp nhầm người nhá. Một số bạn đây có thể là sẽ có cơ hội đi, có những cái chuyến đi đâu đó, hoặc là có những bạn thì thậm chí đã bắt đầu một hành trình mới, như là đi du học chẳng hạn, hay đi ra nước ngoài chẳng hạn. Đó. Thì mình thấy ở đây là về cơ bản thì tháng 5 của bạn cũng chỉ có những cái điều này mà cần phải chú ý thôi. Thì vượt qua được một cái giai đoạn khó khăn về mặt tiền bạc tài chính, một cái cảm giác thiếu thốn nào đó ấy. Đấy chính là cái sự kiện mang cái tính chất, đấy chính là vượt qua được cái rắc rối, vượt qua được cái chướng ngại vật rồi. Thì mình thấy ở đây có một lá bài nói về việc đấy chính là có một cái sự thật nào đó sẽ được nói ra ở đây. Thì mình không biết đây là sự thật gì và nó ra sao, mình sẽ rút thêm để làm rõ thêm cái sự thật này là sao. Các bạn sẽ cảm thấy có vô cùng có nhiều nguồn sức mạnh và cảm thấy mạnh mẽ vô cùng ở trong cái tháng năm này. Tự nhiên là bạn cảm thấy có một cái gì rất là đáng để tự hào ấy. Tinh thần và động lực của bạn lên rất là cao. Nhưng mà hãy biết sử dụng cái năng lượng này đúng chỗ nha. Tụ số 1 của các bạn market là thế là được đây nha. Sao nói ra một cái sự thật nào đó đây là sao. Mình thấy rằng là cuộc sống của bạn nó sẽ rất là abundant ở trong cái tháng 5 đấy, rất là đầy đủ ở trong cái tháng 5 đấy. Mình thấy là sắp tới có thể có ai đó sẽ nói ra cho bạn một cái sự thật nào đấy.
Mình không biết là nó tốt hay nó xấu nha các bạn ơi. Nhưng mà dường như là có thể nó sẽ khiến cho bạn tỉnh lại ở trong một số cái vấn đề nào đó thông qua một cái cuộc giao tiếp nào đấy. Ví dụ như bạn có xu hướng là bạn hơi giống như bạn thấy cái con công ấy, nó ở đây là hình ảnh con công là nó thường là phô trương cái vẻ đẹp của nó đúng không? Thì đôi khi là có thể bạn sẽ có xu hướng như vậy trong cái tháng năm này, và có thể là một vài người họ sẽ phải tát vào mặt bạn, nói thẳng vào mặt bạn là bạn không nên làm như vậy hay là bạn không nên như thế, để cho bạn thực sự tỉnh lại, để biết được cái vị trí của mình ở đâu, rằng là à mình có được cái những cái thứ này một phần là nỗ lực của mình và một phần do sự giúp đỡ của những cái người xung quanh, thì mình phải biết ghi nhận những cái sự giúp đỡ đó từ những cái người khác nữa. Mình thấy là thông qua giao tiếp có thể là sẽ một sự thật nào đó được nói ra ở đây. Không biết là tốt hay là xấu, nhưng mình thấy về cơ bản là cái thái độ của bạn nó sẽ đóng một cái vai trò rất là quan trọng ở trong cái tháng năm này. Cho nên là muốn mọi thứ nó ổn ấy, hãy giữ một cái thái độ đúng, một cái thái độ tốt với tất cả những cái người xung quanh và với chính bản thân của bạn nữa. Bởi vì bạn đã nỗ lực cố gắng nhưng thái độ của bạn không tốt thì có thể nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái nỗ lực đó của bạn. Rất là phí hoài đúng không? Một cái giai đoạn mới được đem đến, được bắt đầu trong cuộc sống của các bạn. Wow, bạn sẽ cảm thấy rất là vui vẻ, hạnh phúc ở đây đấy. Harmony, fulfill này, happy, happiness, happiness. Ôi, cổ họng của tôi súng một. Mình thấy một cái trường hợp nữa cũng có thể diễn ra, đấy là nếu như bạn có một cái mối quan hệ nào đó thì có thể là cái mối quan hệ đấy của bạn nó sẽ gặp rắc rối thông qua cái việc nói ra một cái sự thật nào đó ở đây. Nhưng mà mình thấy là nhiều khả năng bạn có thể giải quyết được nhá. Rồi, đó là các bạn market, chúng ta đến với các bạn kim ngưu. Các bạn đến với các bạn kim ngưu, đây là dự đoán tháng 5 dành cho các bạn. Hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất và xem thêm các cái cung nhà khác để có thêm thông tin nhé. Đối với cái tụ bài số 2 của các bạn kim ngưu thì như sau. Thứ nhất là các bạn sẽ có những cái lá bài trà ở đây để mô tả về cái sự kiện sẽ diễn ra trong tháng 5 của bạn. Thứ nhất là mình thấy các bạn sẽ có một cái chuyến đi nào đó hay là một cái kỳ nghỉ nào đó. Nó có thể là về mặt vật lý hoặc là tinh thần. Vật lý ở đây có thể là bạn được đi kỳ nghỉ ngơi thật, kỳ nghỉ ngơi thật 30 tháng 4, 1 tháng 5 chẳng hạn đó. Hoặc là các bạn có một cái thời gian nghỉ ngơi về mặt tinh thần của bạn rất là tốt, ví dụ như bạn chăm sóc hay bạn thư giãn nhiều hơn chẳng hạn trong cái kỳ nghỉ chẳng hạn. Thứ hai là mình thấy rằng là mọi thứ nó đang rất là suôn sẻ, nó sẽ may mắn và suôn sẻ với các bạn ở trong cái tháng năm này. Mọi thứ nó sẽ đang dần tốt lên rồi, nó đang dần dần tốt lên rồi, và mình thấy rằng là có thể một ai đó sẽ cần đến sự giúp đỡ của bạn, hoặc là bạn sẽ cần đến sự giúp đỡ của ai đó, hoặc là sự hướng dẫn của ai đó. Thì mình thấy là yên tâm đi, nếu như bạn khó khăn bạn sẽ được giúp đỡ, còn nếu không ấy, thì bạn có thể sẽ trở thành những người giúp đỡ những cái người khó khăn khác, những cái người mà đang gặp một vài cái vấn đề khác. Rồi, rất là thích cái lá bài này. Bạn sẽ gặp may mắn và có những cái điều rất là tốt đẹp và good fortune, là kiểu giống như là thiên thời địa lợi nhân hòa đang rất là tốt với các bạn. Rồi, đối với tụ này thì như mình thấy như sau. Thứ nhất là các bạn có thể là vừa mới đây đã trải qua một mối quan hệ nào đó, và nó có thể là một mối quan hệ short term, người này đã chọn rời khỏi cuộc sống của các bạn rồi, hoặc nếu như chưa thì trong tháng 5 nó sẽ đến cái bờ vực của cái sự kết thúc, nó đến bờ vực của cái việc đấy sẽ có ai đó rời khỏi cái mối quan hệ này. Thứ nhất nhá, mình thấy là một là bạn chọn rời đi, hai là cái người này chọn rời đi khỏi cuộc sống của bạn. Thì ban đầu nó bắt đầu rất là đẹp, phải nói là nó cực kỳ đẹp khi mà ban ban đầu nó đến với cuộc sống của các bạn. Bạn cảm tưởng như đây là một mối quan hệ mà sau rất là nhiều cái khoảng thời gian bạn đã tìm thấy được đây có lẽ là người mà mình cần tìm, bạn có cái cảm giác như vậy. Nhưng mà cái người này ấy, cảm giác như vậy hoặc là cái người này họ cho bạn một cái cảm giác rất là chắc chắn. Bạn suy nghĩ rằng là ôi đôi khi mình có thể xây dựng một cái mối quan hệ rất là vững chắc với cái người này, như là xây dựng gia đình hay là một cái gì đó hơn. Nhưng mình thấy rằng là một, người này có thể đã có gia đình rồi, họ giấu bạn chẳng hạn, hoặc là cái người này nó rất là hay, họ cho bạn ăn rất là nhiều bánh vẽ và họ vẽ ra rất là nhiều những cái thứ tương lai xung quanh, và nó ngỡ như rằng là hai người có thể đi đến một cái gì đó với nhau. Nhưng mà các bạn nhìn thấy Ace of Cups không, 8 ly không, là cái người này họ đã
đem hành lý của họ rời đi rồi đấy. Thì cái người này đã chọn rời đi khỏi cuộc sống của bạn, hoặc là ngược lại bạn chọn rời đi nhá, thì mình cứ nói theo hướng là họ sẽ rời đi khỏi cuộc sống của bạn đi, thì có thể mối quan hệ này nó rất là ngắn hạn thôi, đến với nhau rất là nhanh. Thường những cái mối quan hệ mà nó phản ứng hóa học với nhau mạnh ấy, nó đến với nhau rất là nhanh và nó đi cũng rất là nhanh ở đây. Đó, thì giống như là kiểu thu hút nhau quá về cái về một cái mặt phản ứng hóa học nào đó quá, nhưng mà sau đó khi mà đến rồi thì khám phá hết của nhau rồi thì cảm thấy là không còn gì để khám phá nữa thì đi, kiểu như thế. Thì mình thấy rằng là cái người này nói rất là hay, họ biết cách thể hiện cảm xúc của họ rất là nhiều, họ là một bậc thầy trong cái việc thể hiện cảm xúc của họ, thậm chí là thao túng được cảm xúc của người khác luôn đó. Nhưng mà cái người này thì người này họ có một cái vấn đề nào đó liên quan đến tiền bạc. Một họ có thể là một người rất là quản lý tiền bạc rất là chặt. Thứ hai, họ tìm cách để lừa tiền bạn, lấy tiền của bạn. Thứ ba là cái người này có ảnh hưởng đến mặt tiêu cực đến mặt tiền bạc của bạn theo cách này hay cách khác. Thì mình thấy rằng là đến cuối cùng cái mối quan hệ này nó chọn kết thúc, và mình thấy là bạn có buồn đấy, bạn cũng sẽ buồn, nhưng mà mình thấy có rất là nhiều những cái người khác họ sẵn sàng giúp đỡ bạn. Chính vì thế mà hãy hỏi đến sự giúp đỡ của họ. Và đây rất là nhiều bàn tay được đưa ra ở đây với những cái sự giúp đỡ. Thì hãy biết rằng là bạn luôn luôn có những cái người bên cạnh đồng hành cùng bạn, giúp đỡ bạn. Và mình thấy trong cái giai đoạn này cũng là một giai đoạn mà bạn nên dành thời gian để nghỉ ngơi, có thể là thiền này, có thể là tìm cho mình cái sự bình yên này, tĩnh lặng này, để xem xét lại toàn bộ cái câu chuyện này và rút ra được bài học. Mình thấy thì là kiểu bạn sẽ có thất vọng đấy, bạn cũng sẽ buồn đấy, nhưng mà mình không thấy có một cái hình ảnh tiêu cực nào của bạn cả. Dường như là bạn đang giữ mọi thứ ở một cái mức độ rất là cân bằng rồi. Và hãy biết rằng là đôi khi cái người này rời khỏi cuộc sống của bạn ấy, đấy là bởi vì bạn được bảo vệ một cách an toàn. You are safe, bạn sẽ được an toàn khi mà bạn rời khỏi cái mối quan hệ này. Và mình thấy rằng là mặc dù họ rời khỏi mối quan hệ, mặc dù cái mối quan hệ này là không đi đến đâu cả, nhưng mà các bạn luôn đặt mình vào cái trạng thái đón nhận. Cho dù điều gì đến với tôi cũng sẽ đón nhận nó, kể cả bất kỳ một điều gì đó đến. Bởi vì bạn biết rằng là nó đến là có lý do, và nó để nó dạy cho mình một cái bài học nào đó, và các bạn đã chọn cách học bài học này chứ không quẫy nữa rồi. Đó, nhưng mà mình thấy là trong thời điểm tiếp theo mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn với các bạn rất là nhiều. Có thể vào chính cái khoảng giai đoạn mối quan hệ đấy kết thúc, các bạn sẽ cảm thấy là mình được yêu thương nhiều đến như vậy. Những người xung quanh luôn sợ mình buồn nên họ đã hỏi han, giúp đỡ, rồi cũng như là hỗ trợ cho mình rất là nhiều. Đến lúc đó bạn mới nhận ra được cái tình yêu thương của mọi người dành cho mình nhiều đến khi nào, mọi người yêu ái mình, chăm sóc mình nhiều đến như thế nào. Waiting. Mình thấy rằng là càng ngày bạn sẽ càng khám phá ra được cái sự thật, hay là những cái vấn đề, hay là những cái bài học trong cái câu chuyện này của bản thân các bạn. Xem nào. Có thể là bạn đã nghĩ cái người này sẽ là cái bến đỗ của mình rồi. Cái đau là đau ở chỗ đó đấy. Thông điệp dành cho Kim Ngưu nè. Nhưng mà nó chỉ là một cái, mình không thích cái lá bài này đâu. Mình thấy là nó mang cái tính một cái sự quyến rũ gì đấy, mà nó mang tính là về mặt ngoại hình, về mặt tình dục, về mặt đam mê nhiều hơn là cái nội tâm, cái sức nặng ở bên trong. Nhưng mà mình thấy là nó đã hoàn toàn over rồi, không có cơ hội thứ hai để thay đổi đâu. Nên là mình thấy rằng là bạn chấp nhận cái điều đó, và bạn sẽ vượt qua được những cái chướng ngại vật này rất là tốt. Bạn như cái người nữ ở đây này đang ngồi khâu cái trái tim của bạn này, healing from heartbreak, tức là chữa lành cái tổn thương của trái tim, và giải phóng những cái thứ toxic không lành mạnh ra khỏi cuộc sống của bạn. Người này mình thấy là họ không yêu ai thật lòng đâu, thật lòng là không có đâu. Nhưng mà họ kiểu khi họ đến với ai, họ cũng cho người ta cảm giác như họ đang yêu rất là hết mình ấy. Cho nên là bạn cũng sẽ là một trong những cái người thuộc bộ sưu tập của những người này thôi. Không sao cả, bạn được an toàn. Đó là Kim Ngưu. Chúng ta đến với chào các bạn đến với tụ bài của các bạn là xử nữ.
Các bạn xử nữ thì của tháng 5, dự đoán tháng 5 hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở, và đây là trải bài chung nên nó không thể đúng với tất cả mọi người được. Chúng ta có những cái lá bài trà đây để tiên tri cho các bạn về cái sự kiện có thể diễn ra trong tháng 5 nhé. Thứ nhất là trong tháng 5 ấy, ở đây khuyên bạn nên sử dụng cái trực giác của bản thân để đem đến những cái thay đổi tích cực ở trong cuộc sống của các bạn. Cái số 2 là mình thấy rằng là bạn sẽ có một cái khoảng thời gian khá là lộn xộn trong những cái suy nghĩ và trong cuộc sống của các bạn. Các bạn cần phải làm sạch những cái suy nghĩ đó của bản thân. Mình thấy rằng là các bạn cảm thấy sợ hãi và lo lắng trong một cái tình huống nào đó ở đây rồi. Mà mình thấy là chủ yếu nó đến từ cái nỗi sợ hãi của bạn thôi. Rồi. Còn đối với cụ thể hơn với những cái lá bài ở đây thì mình thấy rằng là xử nữ ở trong cái tháng 5 như sau. Thứ nhất nhá, là cái tháng 5 sẽ là một cái tháng mà nhiều cung bậc cảm xúc đến với các bạn. Nhiều cung bậc cảm xúc đến các bạn. Mình thấy là sẽ có giông tố trước khi mà trời quang mây tạnh, trước khi mà bạn có được cho mình cái sự bình yên thì bạn cũng phải trải qua cái giông tố. Thứ nhất là mình thấy rằng là bạn sẽ bị trigger rất là nhiều. Trigger ở đây nghĩa là sao? Nghĩa là có thể có ai đó họ cứ lôi cái nỗi đau của bạn hoặc là lôi cái nỗi sợ hãi của bạn ra để mà nói, để mà khiến cho bạn cảm thấy bị kích thích, cảm thấy tổn thương, cảm thấy đau đớn. Giống như bạn rất là ghét nhắc về người yêu cũ hoặc không thích nói về những cái sự kiện ở trong quá khứ thì cứ có ai đó đến và kiểu như là kích thích bạn, nhắc lại với bạn. Mục đích của họ thì có thể một là trêu bạn, hai là để xem phản ứng thái độ của bạn ra sao. Thì mình thấy rằng là bạn cảm thấy rất là buồn và cảm thấy bị như kiểu bị tấn công ấy, giống như là cái con ngựa này đang bị mấy cái con ruồi vo ve bên cạnh này, nó cứ trêu ngươi này, chọc tiết này, rất là khó chịu mà không làm thế nào để có thể là dập tắt được mấy cái con này đi. Thì có thể là bạn sẽ gặp một vài những cái trường hợp mang cái tính là họ kích thích bạn, họ gây ảnh hưởng đến bạn để xem bạn phản ứng ra sao. Thì mình thấy rằng là bạn có thể họ sẽ lôi lại những cái nỗi buồn mà đã khiến cho bạn cảm thấy rất là đau đớn ở đây. Bạn đã từng rất là đau bởi nó, bạn đã từng bị tổn thương bởi cái lá 10 kiếm ở đây. Tuy nhiên thì mình thấy là thật ra nhé, nhìn ở một cái góc độ khác thì nó cũng không có gì là xấu đâu. Bởi vì khi mà bạn còn phản ứng lại với những cái sự kích thích đó, chứng tỏ là bên trong bạn còn vấn đề. Chỉ khi nào mà bạn chẳng còn cái cảm xúc gì hết, kệ nó thích nói gì thì nói, mình chẳng quan tâm đó, thì khi đó bạn đã hoàn toàn ổn với cái vấn đề đó rồi. Thì mình thấy ở đây là bạn sẽ có một cái giai đoạn rất là lộn xộn ở đây, và đôi khi bạn cảm thấy rất là sợ hãi khi mà phải nói chuyện với những cái người đấy. Bạn không thích nói với họ, bạn không thích giao tiếp trao đổi với họ ở đây. Thì mình thấy là bạn cần phải giải quyết cái vấn đề này nhá. Thứ nhất là với cái lá bài drop it ở đây thì mình thấy rằng là đã đến lúc để bạn buông bỏ những cái thứ mà nó là cái điểm yếu của bạn, có thể nói là điểm yếu. Họ biết được cái điểm yếu của bạn cho nên là họ cứ chọc vào, họ cứ gây hấn, họ cứ đào xới lên một cách rất là vô duyên đó. Thế nhưng mà mình thấy là đến lúc để bạn buông bỏ hết tất cả những cái thứ làm cái khinh khí cầu của bạn nó chậm lại. Giống như cái người ở dưới này, họ đeo quá nhiều bao cát ở đây cho nên là khinh khí cầu của họ không bay được. Nhưng khi bạn bỏ bớt những cái thứ này xuống, khinh khí cầu của bạn bay lên, bạn không còn cùng tầm với những cái người này nữa đó. Thì mình thấy là cái cách tốt nhất để xử lý cái tình huống này đấy chính là không phản ứng lại. Và nếu như bên trong bạn nó có một cái sự lộn xộn nào đó thì hãy học cách để và nhìn nhận nó, à là cái vấn đề ở đâu, tại sao mình vẫn còn đau, tại sao mình vẫn còn chưa nguôi ngoai được, vậy thì mình phải cần làm gì để thoát ra khỏi nó đây. Đó, và mình thấy rằng là cái quá trình này nó cũng cần rất là nhiều cái sự kiên nhẫn, không có gì mà phải vội vàng cả, nhưng mình thấy là kiểu gì bạn cũng đạt một cái thành quả rất là tốt thôi. Về mặt công việc tài chính tiền bạc của bạn cũng sẽ rất là ổn ở trong tháng này. Nói chung là đối với tất cả xử lý mọi thứ mọi việc ấy, lỗi lo lắng sợ hãi hay là sự lộn xộn ấy, thì hãy kiên nhẫn và chọn cách không phản ứng lại với những cái thứ ruồi muỗi ở bên ngoài, đừng để tâm. Nói thật đấy. Rồi, và sau đó thì mình thấy là bạn bạn hiểu được cái vấn đề của mình ở đâu rồi, thì các bạn tìm lại được cái sự cân bằng ở trong cuộc sống và tìm lại cho mình được cái sự bình yên. Một số bạn thì trong cái sự bình yên đó thì các bạn sẽ phát hiện ra là tự nhiên các bạn ngộ ra được một cái bài học nào đó thông qua những cái tình huống các bạn đã trải qua, câu chuyện cũ xưa kia bạn đã trải qua. Có thể là nhờ vào cái những cái biến cố đó mà các bạn mới có thể đi được đến cái bước đường ngày hôm nay. Bạn có thể khám phá ra được cái thứ mình thực sự yêu thích là gì nhờ vào những cái thứ đó. Và mình thấy là sau đó bạn sẽ tận hưởng một cái cuộc sống rất là vui vẻ, fun time vào trong cái tháng năm này thôi. Nó sẽ có một khoảng thời gian hơi rắc rối nhưng mà bạn giải quyết được. Và giống như kiểu bạn ban đầu vẫn sẽ chưa hiểu lý do vì sao ấy, là tại sao những cái người đấy họ luôn làm như vậy, hoặc là lý do vì sao mà mình lại bị trigger như vậy.
Nhưng mà dần dần bạn sẽ tìm được cái câu trả lời cho chính bạn, cho cái tình huống mà các bạn đang gặp phải. Nói chung là sẽ có một cái sự giác ngộ trong cái tháng 5, một cái gì đấy nó kiểu bóng đèn bật lên, Eureka ấy. Đó, bởi vì mình đã hiểu ra được cái patience, hãy kiên nhẫn. Đấy, mình bảo sai không? Mình bảo là sẽ có một cái như kiểu bóng đèn bật ra ấy. Các bạn có... nó sao số 6 ở đây. Đó, bật ra. Bởi vì mình đã hiểu ra, mình đã sáng mắt ra rồi, mình đã học được bài học rồi. Cho nên là mình không còn cùng tầm với những cái người mà họ như vậy nữa. Rồi, và mình có nói là cái về mặt công việc tài chính tiền bạc của bạn cũng sẽ rất là tốt. Thì các bạn có cái lá Abundance ở đây, là một cái lá bài nói về cái sự đầy đủ. Nàng tiên cá với rất là nhiều những cái tiền bạc tài chính ở đây. Yeah. Mình thấy rằng là có thể bạn sẽ bị kích thích thông qua những cái cuộc giao tiếp, cuộc nói chuyện. Nhiều người họ kiểu, mình nói thật là họ không có một tí duyên nào luôn ý. Họ hay thích đào xới những cái câu chuyện cũ đời tư của người khác ra. Và họ không có cái... Tức là họ, ví dụ như họ nói theo kiểu tâm sự đào ra để kiểu tìm vấn đề thì mình không nói. Nhưng mà họ kiểu mục đích của họ là để tấn công vào cái điểm yếu đó. Rồi. Những người này thì có thể là những người bạn của bạn đấy nhá. Friendship. Rồi. Một lá nữa nhá. Phụ nữ nào. Bạn sẽ quay trở lại với cái sự đầy đủ fulfill của mình thôi, thoải mái của mình thôi. Và bạn sẽ kiểu hoàn toàn giải phóng mình ra khỏi được cái vấn đề mà khiến bạn cảm thấy bị kích thích ấy, cảm thấy bị trigger ấy. Đó là một tin tốt mà, đúng không? Đó là các bạn xử nữ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhấn like và đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye.